Tên gì? Sinh năm bao nhiêu? Sinh năm Phật tổ, lão tổ, tiên tổ, sư tổ, bao nhiêu tử vũ trụ an minh. Dẫn ra ngoài vũ trụ, đang làm việc ở ngoài tinh. Nếu đâu mà cháu và tiên cháu và bộ dân tổ ngoài thì phải chiến tranh. Làm sao? Cháu khai không ạ? Sinh năm bao nhiêu? Hả? Sinh năm bao nhiêu? Phật tổ, lão tổ, tiên tổ, sư tổ, hoặc đức tử vũ trụ an minh. Dẫn ra ngoài vũ trụ. Ông lên thiên vừa rồi. Nếu các dân tộc bên ngoài giết cháu. Đọc cái gì mà đọc? Nói nhanh ra nào. Sinh năm bao nhiêu? Không muốn ai sống sót. Hộ khẩu ở đâu? Cháu đã khai xong rồi. Hộ khẩu ở đâu? Thôi ông đừng có giả vờ. Lên thiên vừa rồi nhá. Nó xác minh với chính quyền địa phương rồi. Không có cái anh làm hiểu thái độ ở đây đâu nhá. Sinh năm bao nhiêu? Mạnh như Phật tổ, lão tổ, tiên tổ, sư tổ, hoàng đức tử vũ trụ an minh. Dẫn ra ngoài. Các dân tộc ngoài tìm bảo. Nếu như các bác giết cháu, các bác sẽ chịu hậu quả của chiến tranh. Vì tiêu diệt nó giống một diệt chủng. Chiến tranh là như nào? Như nào là chiến tranh? Hả?